Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Trời rông gió sái mùa sái tiết do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Trong sấm giảng nếu ai không hiểu, tầm kệ nảy ta chỉ nẻo đường. Quyết dậy Trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời rông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy Trần Thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi trần chờ việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng, nào ai có gạt dân nói bướng, mà dương trần liệu lượng tránh tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ dạng thiết tha lo liệu, học đạo lý như đờn trúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo. Lũ tam, bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết, mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, đức gì, đạo Phật, tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật, giáo từ kim trí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành, danh với lợi, của tiền, quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước, đời sao không tới phứt cho rồi, nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn, làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cổ ăn bẩn cối say, thấy người hiền nói đắng nói cay, sau mới biết thân ai lao khổ, nhớ thuở trước oai linh Phật tổ phép thần thông trừ lũ ma vương, trốn rừng tòng ngồi chịu nắng xương, tìm đạo lý hiến cho Trần Thế. Hiệu lão, sĩ ra đời thật tế, đem lời vàng dạy dỗ Dương Trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bệnh với từ từ kim trí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài, đức thích, ca xưa ở lầu đài. Nghiệm tứ, khổ nên ngài tầm đạo, lo tu tỉnh mặc ai khinh ngạo. Diệt lục, căn đừng nhiễm lục trần, chữ sắc, thinh chớ có hầu gần, hương với vị sát trần nên lánh. Chữ xúc, pháp treo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà lê thứ không lo chẳng liệu. Nhãn thấy sắc thường hay bận bịu tai ưa nghe những điệu âm thinh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, trốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần. Đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đầy. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ, tiên sử kỳ hậu lai sư bì, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình nẻo tránh trực trí người quân tử. Trích giác mê tâm kệ, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Lời bình, câu sấm, trời rông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Cuối thời kỳ hạ ngơn mặt Pháp, có nhiều hiện tượng cảnh báo trước cuộc tận thế như khói lửa chiến tranh, dịch bệnh, động đất, rông bão lũ lụt mưa nắng thất thường sái mùa sái tiết mùa màng ngập úng thất thu, nhà cửa sụp đổ tan hoang trôi nổi lềnh bềnh, người chết tang thương, Tôi còn nhớ thời chiến tranh vào thập niên 1970 trong những năm tháng tôi công tác tại căn cứ B6 thuộc ban binh vận giờ chiến khu miền Đông. Có nhiều đêm mưa rông tầm tã, tôi không thể nào ngủ được. Dĩ vãng đau thương hiện về trong ký ức. Vào thập niên 1960, khi đó tôi là phi công trực thăng tại phi trường Đà Nẵng bay hành quân cho vùng một địa bàn từ Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ra tới sông Bến Hải, Quảng Trị. Trong trận bão lụt năm giáp thìn 1964, tôi bay trên bầu trời mây xám vần vũ âm u nhìn thấy nhiều làng quê bị dòng nước cuốn trôi vô cùng tang thương. Có những người còn sống sót bám víu vào mái nhà tranh trôi bập bềnh giữa dòng nước lũ, họ là khóc thê thảm kêu chúng tôi bay đến cứu cấp. Trong thi văn giáo lý, Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết bài về tai họa lũ lụt như sau. Sột soạt nhà sau mụ vét nổi, ông chồng quần áo rách lôi thôi, bảy con ngơ ngác đòi sơi bữa, lũ nhỏ dành nhau lấn chỗ ngồi. Khua đũa mèo muôn ngờ chủ thảo muỗng rơi chó vện tưởng cho mồi, lầm than đói khó vì tai ách, hỡi kẻ sang giàu cứu nạn trôi. Tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, vạn vật từ nay luống tham sầu, áo não thương đời đã đói khổ, u buồn chăm họ vẽ vài câu. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ngày 25 tháng 2 năm canh thìn 1940, câu sấm, mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, đức gì, đạo Phật, tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Cùng từ chữ sắc không ám chỉ đoạn văn bát nhã tâm kinh, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, bồ đề tát đoá y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức. Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ bát nhã này thì tâm không còn chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh niết bàn, cầu sấm, thấy trần thế ai ai cũng ước, đời sao không tới phứt cho rồi. Phải chăng cuối hạ ngươn, cảnh khổ trồng chất, khiến con người mong đời mau tới chuyện lạ cái răng biết nói. Đêm khuya thời khắc canh ba, mọi người an giấc lão già trở chăn. Đêm nằm thao thức nhức răng, lung lay mấy lượt chắc rằng nhổ đi. Lão ông rên rỉ sầu bi, cái răng thỏ thẻ thầm thì, lão ơi, thương nhau cũng phải xa rời. Luật trời thành trụ này thời hoại không, tới kỳ tôi phải xa ông. Luật trời định vậy đau lòng mãi chi. Lão ông thương tiếc vân vi, nhổ răng chẳng có còn gì nhai ăn. Răng rằng, mấy chục năm hằng. Vì ông tôi tạo nghiệp bằng núi non, khiến ông tội lỗi vẫn còn. Thôi này xa cách véo von thêm sầu. Lão rằng, tội lỗi gì đâu. Răng rằng, tội lỗi sánh hầu trời mây. Kể sơ cho lão như vậy. Lão nhậu thịt cầy bắt buộc răng nhai. Bò châu heo chó gà nai. Lão ăn đủ thứ thịt say mặn nồng. Ôi thôi thầy chú mấy ông. Bạn bè rủ nhậu dài dòng thâu đêm. Phận răng tôi phải nhai thêm. Nhai giỏ nhai cẳng chẳng êm chút nào do cẳng xương sốc biết bao, lại thêm đồ biển cua nào càng to, bắt răng rôm rốp nhai cho, lắm khi răng nứt gay go vô cùng, kiếp làm răng phải phục tùng, cắn nhai nhai cắn thung dung bao giờ. Nay tôi đang đợi, đang chờ, ông đến nha sĩ nhổ thời bỏ đi, ông này tuổi quá bắt kỳ, bỏ rượu bỏ thịt vậy thì tốt thôi, lão ông thổn thức bồi hồi, nhổ răng móm sọm thì rồi vô duyên, khi cười khi nói luân phiên móm ma móm mém ngửa nghiêng ai nhìn. Răng rằng, ông muốn đẹp xinh, thì ra nha sĩ trồng tình răng tơ, khi cười thêm mộng thêm mơ. Gái trinh nó tưởng trai hờ tìm hoa, thế là tai họa đâu xa. Động lòng ông khó vậy mà đoan trang. Khuyên ông nên bỏ mơ màng. Cuộc đời thành trụ tới tàn hoại không? Ông ơi hãy biết toại lòng. Vòng trời luân chuyển có không chu kỳ, tuổi ông quá lão còn gì. Khuyên ông tu tịnh tâm chỉ sắc không? sắc không không sắc nâu sông thấy ai nghèo khổ động lòng bi thương năm rồng thời tiết bất thường chỗ lụt chỗ hạn tang thương hải hà khuyên ông sắp tới ngựa gà giặc tàu nổi dậy can qua máu đào ông ơi gieo giống thiện mau giống nào quả nấy lầu lầu không sai mấy lời tôi nói thầy lay khuyên bỏ rượu thịt kéo dài phước căn mong ông giữ được đạo hằng qua năm ngọ dậu phước tăng công bồi vì thương tôi có lỡ lời xin ông thứ lỗi tôi thời đội ơn Sydney ngày 20 tháng 9 năm 2024, kỳ vân cư sĩ biên khảo và cảm tác. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.